Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 Tây tháng 7 năm 2017. Chúng ta ôn tập lại phần mà chúng ta học vừa rồi đó, là chúng ta ôn tập lại cái lộ nhãn môn. Nhưng mà phần ôn tập này đó là chúng ta chú trọng tới cái vấn đề biểu đồ của cái lộ nhãn môn mà cảnh rất lớn, rồi biểu đồ của lộ nhãn môn cảnh lớn, rồi cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Chúng ta học đi học lại cái này để chúng ta nắm vững cái căn bản của nó, là bởi vì bốn cái lộ còn lại đó, bởi vì bốn lộ còn lại là lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, thì cái cách thức nó y như lộ nhãn. Cho nên thay vì chúng ta lặp lại tới 5 lần tất cả các lộ này, thì chúng ta học kỹ cái phần lộ nhãn để rồi chúng ta hiểu rằng cái luật này nó sẽ áp dụng cho 4 căn còn lại. Và mở rộng nữa thì chúng ta sẽ thấy là cái luật này á, là nó áp dụng cho rất là nhiều những cái loại chúng sinh mà còn luân hồi trong 31 cõi. Nó trở thành cái luật. Và khi nó trở thành cái luật như thế thì nó sẽ là vô ngã. Bởi vì chúng ta có mặt trong cái cõi nào với bao nhiêu uẩn thì chúng ta sẽ chịu cái sự chi phối này. Không có thoát ra được. Thành ra những cái hoạt động thuộc về tâm của chúng ta, mặc dù nó liên quan với thân hết sức là mật thiết, nhưng mà nó vận động trong cái tiến trình mà nó mang cái tính quy luật của nó rồi. Đó là một cái tính chất mà chúng ta thấy vô ngã. Tất cả những cái hoạt động của tâm nó cứ sinh diệt và nó đi theo một cái tiến trình của nó. Cái vô ngã đây chúng ta không có lý luận, mà vô ngã đây chúng ta nhìn thấy rõ, chỉ thấy rõ. Tất cả những hoạt động nơi thân của mình, hoạt động nơi tâm của mình đều mang tính chất vô ngã. Bây giờ chúng ta nói rằng là cái thân thể này của mình, nhưng mà thật sự chúng ta không có điều khiển được cái hoạt động của cái trái tim, của cái nhu động ruột, của lá lách, của gan, của phèo, của phổi, vân vân. Chúng ta không điều động được. Mà tất cả nó vận hành khi mà nó hình thành ra một cái thân tứ đại, do ba cái yếu tố là tinh cha, huyết mẹ và cái hương ấm. Hay nói gọn hơn á, tinh cha, huyết mẹ nó thuộc về sắc pháp, và cái hương ấm đây, cái vong linh đây đó, nó thuộc về danh pháp. Khi sắc pháp và danh pháp phối hợp lại đó, thì cái danh pháp này nó chi phối cái sắc pháp, nó hình thành nên cái sắc pháp này. Thì sắc pháp này là quả của nghiệp. Thì tất cả những cái sự vận hành trong toàn bộ cái thân thể này đây đó, thì nó đi theo cái sự chi phối trong cái quy luật mà nó thuộc về quả nghiệp, mà nó hình thành nên cái sắc thân này. Thành ra chúng ta sẽ thấy cái hoạt động của chính cái thân thể của chúng ta đây, mà chúng ta gọi là của mình, chúng ta gọi là chính mình, là mình nơi đó, thì tất cả đều không có. Nó chỉ là một cái cách để mà chúng ta diễn đạt trong cái đời sống thế gian mà thôi. Còn trong cái bản thể của nó, trong cái chân lý tuyệt đối của nó, thì không có điều này. Nó vận hành theo cái nghiệp của nó, và nó cấu tạo nên cái cơ thể này, nó cũng vận hành trong cái nghiệp mà nó đã cấu tạo ra. Và chúng ta khó mà can thiệp vào nó. Thì chúng ta thấy là cái ảnh hưởng hỗ tương nó đi như vậy. Cho nên cái này chúng ta sẽ nói thế này: khi mà thân thể chúng ta nó bệnh tật và nó tạo nên một cái sự bức xúc, bất an, đau đớn, vật vã nơi cái cơ thể chúng ta, thì cái này nó chính là cái quả thuộc kỳ quả bất thiện mà chúng ta đã từng tạo ra. Những gì chúng ta gieo đau khổ cho cái người khác thì bây giờ nó hiển bày ra nơi đây. Và những cái gì chúng ta đau đớn nơi thân, chúng ta cứ nghĩ rằng là
cái thân chúng ta nó bất an. Nhưng mà thật sự tất cả những cái cảm thọ mà thuộc về đau đớn nơi thân này, nó thuộc về tâm. Do vậy cái danh pháp này nó chi phối rất là mạnh mẽ nơi cái sắc pháp này. Và khi tứ đại nó bất an, cái hoạt động của nó là nó chỉ là nó không có điều hòa nhau, nó không có cân bằng nhau. Bây giờ nhiệt độ trong cơ thể cân bằng là 37 độ, bây giờ nó đẩy lên tới 40-41 độ. Thì chúng ta thấy là nó sốt, mắt đỏ lên và có thể nói sản. Khi nói sản như vậy rồi chúng ta thấy về mặt tâm thức nó đã rối loạn. Hoặc là khi nó xuống thấp quá thì là ta sẽ rung lẩy bẩy lên, rung lập cập lên. Và nơi lúc đó thì trong tâm chúng ta rất là sợ hãi. Cho nên là trong cái hoạt động về tâm thức đó, là khi mà cái cơ thể chúng ta bệnh đó, thì chúng ta có hai cách. Cái cách thứ nhất đó, là chúng ta nhờ thầy thuốc, thầy đông tây y chữa bệnh bằng các cái loại thuốc mà nó thuộc về dược thảo, nó thuộc về thú dược, nó thuộc về khoáng dược, nó thuộc về tân dược. Và chúng ta cũng nhờ thầy thuốc dùng những cái phương pháp như là xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, vân vân. Người ta cũng có thể dùng cái phương pháp là nhịn ăn hoặc là ăn kiêng để cho cái bệnh trong cái cơ thể chúng ta lui sụp. Nhiều thứ lắm. Nhưng mà trong đó có hai thứ. Thứ nhất là chúng ta có những người khi người ta bệnh như vậy đó thì người ta sám hối và người ta cầu nguyện, hoặc là người ta hành thiền. Thì có người sẽ hỏi rằng là bệnh nó thân mà không lo chữa trị, bây giờ cầu nguyện sám hối rồi hành thiền thì liệu có bớt không? Chắc là ai không trả lời được, chớ mà chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta trả lời được. Bởi vì cái sắc thân này nè, nó tạo ra do nghiệp mà. Tức là danh pháp nó quyết định cái sắc pháp. Nó làm cái nền tảng, nó phối hợp và nó làm cho những cái sắc pháp này nó phát triển đúng cái nghiệp của nó. Như vậy khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta sám hối, thì cái tâm chúng ta bình an, tâm chúng ta được sáng suốt. Thì khi đó, những cái trạng thái thuộc về thân thức thọ khổ nó sẽ dịu xuống. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta hành thiền thì cái pháp thiện nơi cái tâm chúng ta nó phát sinh lên, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể mà đang vật vã vì đau đớn đây nó sẽ dịu xuống. Và chúng ta dùng cái pháp thiện, dùng cái sự sáng suốt chúng ta để mà chúng ta làm cho cái những cái trạng thái bất an về thân của chúng ta có thể giảm xuống, có thể điều hòa. Và như vậy khi mà cái năng lượng lành đủ mạnh mẽ thì cái việc mà bệnh tật có thể đi qua, chứ phải không, không phải là không có. Trừ khi là những cái quả nghiệp của chúng ta cực kỳ nặng nề thì nó phải kéo dài một cái thời gian rất lâu, hoặc có khi là không có thể chữa khỏi được. Thì chúng ta sẽ thấy cái sức ảnh hưởng về mặt tâm đối với thân. Và tất cả những cái hoạt động thuộc về thân nó đi trong cái dòng tâm thức này thì nó lại đi trên những cái chùm thuộc về thần kinh. Thì chúng ta biết cái thần kinh nó nằm ở não, đưa xuống cái hệ xương sống và nó tỏa nhánh ra. Và tất cả những cái hoạt động tâm thức chúng ta nó đi trên thần kinh. Mà thần kinh thì điều khiển tất cả cái cơ thể này, lục phủ ngũ tạng điều khiển thôi. Như vậy, khi mà cái tâm của chúng ta đó, mà nó thiện á, thì nó phả những cái năng lượng lành xuống đây, tạo nên một cái từ trường lành. Thì cái cơ thể của mình nó sẽ mát mẻ, nó sẽ tạm ổn định. Còn khi mà mình bệnh mà mình sợ hãi thì đó là cái tâm bất thiện. Nó sẽ tỏa ra cái năng lượng xấu và nó cũng chi phối toàn thể thân thể. Thì bây giờ nó đã bệnh, nó tăng lên bệnh.
đau đớn, thì bây giờ nó tăng lên cái sự đau đớn của nó, và nó sẽ nhanh chóng đi đến sự hủy hoại. Tại vì chúng ta đây lo sợ, chúng ta đây chán nản, chúng ta tuyệt vọng, thì cái năng lượng xấu này nó sẽ ảnh hưởng. Cho nên khi mà chúng ta học những cái biểu đồ này đó, trước là để cho chúng ta thấy cái hoạt động của nó, cái hoạt động của cái danh pháp này chúng ta thấy đó. Cái thứ hai chúng ta biết là tất cả những cái hoạt động thuộc về danh pháp này bao giờ nó cũng mượn cái thân thể này, và nó mượn cái tất cả những cái hệ thần kinh này đây nè, để nó hiển lộ ra cái quả nghiệp mà cái tâm này phải tiếp nhận và thân này phải đón nhận. Đời sống là nó như vậy. Bây giờ chúng ta nói cái phần này là những cái phần mà chúng ta ôn tập lại, nhưng hôm nay chúng sư cô chỉ tách cái phần mà về cái biểu đồ này ra để nói, để chúng ta thấy những cái biểu đồ này khi nó hiển lộ từng phần một thì chúng ta sẽ có thể so sánh, chúng ta thấy để chúng ta biết và chúng ta hiểu rõ ràng cái quy luật hoạt động của nó, để về sau đó khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy những cái gì mà nó khởi lên ở trong tâm của chúng ta, cái khuynh hướng của nó, thì chúng ta biết rõ chúng ta bị chi phối bởi cái gì. Bây giờ cái thứ nhất là chúng ta nói đến lộ nhãn môn cảnh rất lớn, mà cái chót của nó chính là cái tâm động thấp mà thôi, hay gọi là động lực mà thôi. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy đây, đây, như lần trước thì cô cũng có trình bày đó, đây là cái dòng nghiệp của chúng ta. Nó trôi chảy, và đây là sinh, đây là tử. Đây là cái tử của kiếp trước. Khi mà trước cái giờ cận tử đó, thì nó sẽ bắt cái cảnh, cảnh cận tử. Cảnh cận tử này nó sẽ đi theo cái tục sinh và nó sẽ mang vào trong cái hộ kiếp này. Nó trở thành là cái cảnh chủ, là cái cảnh của hộ kiếp. Hộ kiếp luôn luôn bắt cảnh chủ. Giờ lâm chung chúng ta bắt cái cảnh gì? Thì khi cái tái sanh trong kiếp này đó, thì cái hộ kiếp của chúng ta đó luôn luôn bắt cái cảnh đó, không nhả ra. Điều đó để cho thấy rằng đó là cái ảnh hưởng của cái dòng nghiệp trước đây đó, nó vẫn tiếp tục trôi chảy này, nó vẫn tiếp tục, và nó tiếp tục mỗi một kiếp sống đó, nó sẽ đóng góp vào cái phần trắng hoặc cái phần đen trong cái dòng nghiệp này, nó sẽ trôi chảy như thế. Vì vậy đó mà chúng ta đây đó rất là khó thay đổi những cái suy nghĩ của mình, những cái khuynh hướng của mình, những cái sở thích của mình rất là khó. Chỉ trừ khi chúng ta nhận ra và nhận rất rõ thì chúng ta đây mới thấy rằng cái việc chúng ta duy trì như thế là cần thiết hay không cần thiết. Còn nếu bao giờ mà chúng ta chỉ còn là cái trí văn, cái trí tư có là ít, mà trí tu cũng ít nữa, thì chúng ta chưa có thể thay đổi được. Chúng ta sửa một chút rồi nó sẽ trở lại. Chúng ta sửa được một chút rồi nó sẽ trở lại. Bởi vì nó thâm căn cố đế ở trong. Con đường của nó đi là như thế. Thì nhắc lại cái này để chúng ta thấy là khi mà có một cái cảnh mới, nó không phải là cảnh chủ, mà nó cảnh mới này tính là cái cảnh khách nó đến, và nó chiếu vào trong cái dòng hữu phần này, nó chiếu vào trong cái hộ kiếp này, và nó cắt được cái hộ kiếp này đó, thì nó sẽ tạo nên một cái dòng tâm thức mới đó. Tạo nên cái dòng tâm thức mới, thì cái cách của nó đi thế này, cái dòng hộ kiếp nó vẫn trôi, hộ kiếp vẫn trôi. Khi mà cảnh khách này chiếu vào cái hộ kiếp này, chiếu vào, thì
đến một cái đó thì nó bắt đầu nó chạm được rồi đó, thì nó có cái hậu kiếp vừa qua. Và nó mạnh nữa thì nó rúng động. Và sau đó cái dứt dòng này là nó cắt đứt cái dòng hậu kiếp này. Ở đây là nó cắt đứt. Nó cắt đứt cái dòng hậu kiếp đó. Và nó bắt đầu cái mới. Cái mới nó chúng ta sẽ thấy đây. Đây bắt đầu đó là nó là cái này nó là kháng nhãn môn, bởi vì nó lộ nhãn cho nên nó là kháng nhãn môn. Và chúng ta tiến tới một cái phần thứ hai là nó là nhãn thức. Và rồi nó tiếp theo là cái tâm tiếp thu. Tâm tiếp thu, tâm quan sát. Nơi đây nó là tâm phân đoán. Rồi bắt đầu nơi đây là cái tâm động tốc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tới đây nó kết thúc. Thì có nghĩa là cái dòng hộ kiếp của nó tiếp tục. Tới đây nó hết. Thì chúng ta có thể vẽ 7 cái vòng tròn ở đây. Nhưng mà viết vắn tắt để cho mình thấy. Thì bây giờ cái cách mà chúng ta nhìn cái này, chúng ta sẽ nhìn thế này. Thứ nhất, dẫu cho hộ kiếp hay hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rướng động, hệ quốc dứt dòng, thì nó cũng chỉ là hộ kiếp mà thôi. Tức là cái này nó thuộc về quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta thấy cái thứ hai, cái tâm mà kháng nhãn môn đây đó, là nó thuộc về duy tác. Kháng nhãn môn đây nó thuộc về duy tác. Bây giờ chúng ta thấy cái tiếp theo là cái thức này đó, thức quả này đó, là nó thuộc về quả. Tức là nó thuộc về quá khứ. Tiếp thu nó cũng là thuộc về tâm quả. Quán sát cũng thuộc về tâm quả. Tức là ba cái này nó cũng thuộc về quá khứ. Và cái tâm phân đoán này nó là duy tác. Và tới đây là động tốc này. Nó là hiện tại. Hiện tại chúng ta đang gieo trồng. Nhưng mà nó cũng bắt nguồn từ cái quá khứ này. Cái chúng ta đang gieo trồng cái thiện thì nó cũng từ trong cái dòng nghiệp thiện mà nó nối lại với nhau. Tức là cái mới này nó có kết hợp với cái cũ. Cho nên đây ở đây có quá khứ. Nó phối hợp với hiện tại. Chúng ta thấy cái dòng tâm thức mà nó chảy trong cái dòng sống của chúng ta đó, từ trong bào thai cho tới bây giờ, nó thuộc về cái dòng nghiệp của quá khứ. Và khi mà cái nó bắt đầu nó cắt đứt cái dòng chủ đó, cái dòng hộ kiếp của cái tiền kiếp nó đang, cái quá khứ đang chảy trong cái dòng hộ kiếp này đó, thì cái duy tác này nó sinh ra. Thì cái tâm duy tác này, hai cái tâm duy tác mà chúng ta thấy đây, cái kháng nhãn môn này và cái tâm phân đoán này đó, thì hai cái tâm duy tác này nó chỉ làm việc mà thôi. Nó thuộc về phi thời gian. Nó không có bàn tới vấn đề thời gian đối với nó. Bởi vì nó xuất hiện giống như là một cái công việc mà nó gọi là tự động để mà làm automatic mà còn. Thành ra nó không có tính chất. Và cái yếu tố về thời gian nó nằm trong đó, nó thuộc về phi thời gian. Như vậy chúng ta nhìn những cái mà chúng ta ghi trên các bạn đó. Cái dòng hộ kiếp trôi chảy thuộc về quá khứ. Sau khi mà nó cắt ngang để mà nó mở đầu cho cái lộ ngũ đó, là cái tâm kháng nhãn môn này đó, thì nó bắt đầu cũng là quá khứ nó xuất hiện đây. Cả ba cái này. Tiếp thu nè. Xin lỗi. Thức nè, nhãn thức nè, tiếp thu nè, quán sát nè, đều là quá khứ thôi.
đều là tâm quả. Và cái phần di tác này như nãy chúng ta nói đó, nó phi thời gian. Rồi bây giờ ngay cái mà chúng ta đang gieo trồng đây đó, nó cũng không hề có cái tính chất mà nó gọi là nó biệt lập hoàn toàn, mà nó cũng là nối kết giữa cái quá khứ và hiện tại. Rồi tiếp tục cái dòng tâm thức của chúng ta lại là dòng hộ kiếp, nó trôi chảy như thế. Thì chúng ta nhìn đây có hai cái từ ngữ mà chúng ta để ý. Cái thứ nhất là cái sự xuất hiện về quá khứ, nó xuất hiện như thế. Thì để chúng ta thấy là cái đời sống nội tâm chúng ta nó bị chi phối về quá khứ rất là nhiều. Cái thứ hai mà chúng ta để ý nó đó, thì mặc dù nó xuất hiện nơi đây là nó có hiện tại, nhưng mà cái hiện tại này không hoàn toàn mang tính chất độc lập. Nghĩa là những cái pháp bất thiện thuộc về tham sân si mà nó khởi lên trong hiện tại là cái gốc nó đã có trong cái dòng nghiệp. Những cái pháp thiện và thiện trí khởi sanh lên trong cái hiện tại thì nó cũng đã vốn có từ trong vô lượng kiếp, nó hình thành trong cái đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta đây mới được làm người. Chúng ta thấy rõ đấy là như vậy. Và như vậy chúng ta sẽ thấy những cái dòng tâm thức này nó đi theo những cái chặng đường của nó. Thứ nhất trong cái biểu đồ này chúng ta có 5 điều để chúng ta lưu ý. Thứ nhất là cái chặng của nó. Thì chúng ta đếm đây. Đây là nó thuộc về hộ kiếp, chúng ta không tính. Nhưng mà bắt đầu cái dòng tâm thức mới á, thì chúng ta tính đây là bắt đầu từ cái tâm kháng nhãn môn, đây là nó là một chặng. Cái thứ hai nữa là cái nhãn thức, đây là chặng thứ hai. Tiếp thu là chặng thứ ba. Quán sát là chặng thứ tư. Và phân đoán là chặng thứ năm. Và cái phần mà cái tâm cái động tốc đây, Savana, đây là chặng thứ sáu. Như vậy chúng ta có 6 chặng. Các cái chặng đường hoạt động trong cái biểu đồ về cái hoạt động của cái lộ nhãn môn. Bây giờ cái thứ hai, khi mà chúng ta nói đến cái sát na tâm khắc, sát na tâm khắc, bây giờ chúng ta đếm nha. Tính bắt đầu từ khi mở đầu cái lộ nhãn môn đây đó, thì chúng ta tính đây là một sát na của cái kháng nhãn môn. Sát na thứ hai là nhãn thức. Sát na thứ ba là tiếp thu. Sát na thứ tư là quán sát. Sát na thứ năm là phân đoán. Và cộng với lại 7 cái động tốc này nữa là tất cả nó là 12. Như vậy sát na tâm khách gồm có 12 tâm khách. Bây giờ nói về loại tâm khách. Thì chúng ta có tất cả là 38 loại. 38 loại tâm khách. 38 loại này đó là nó sẽ tính như thế này. 38 loại này là nó bằng là 54 tâm dục giới. Đây. Tâm dục giới có 54. 54 tâm dục giới. Chúng ta sẽ trừ đi. Trừ đi 8 cái tâm vô nhân. Đó là 4 đôi thức. 4 đôi thức còn lại. Tức là nhãn thức thì chúng ta có 2 rồi. Còn lại nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì 4 cái đôi thức đó tính từ nhĩ trở xuống là 8 đôi thức. 12 bất thiện cộng với 8 thiện. Chúng ta trừ ra 8 quả nữa. 8 quả thiện.
Bởi vì nó có tám thiện này, tám duy tác và mười vô nhân. Thì chúng ta cộng lại 20, 30, 38. Có hai cách tính. Cách tính thứ nhất là 54 tâm dục giới trừ cho 8 tâm vô nhân. 8 tâm vô nhân đây là 4 đôi thức cộng với 8 quả thiện, trừ 8 quả thiện này là thì còn lại là 38. 38 đó cái nội dung nó gồm có 12 tâm bất thiện. Đây, 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện, 8 tâm thiện đây, 8 tâm duy tác và 10 cái tâm vô nhân. 10 tâm vô nhân cộng tất cả là 38. Hai cái cách để chúng ta trình bày. Bây giờ cái thứ tư nói về người thì chúng ta có tất cả là 8 hạng người. Người chúng ta có 8 hạng người. Trong đó có 4 phàm và 4 thánh. Cái lộ nhãn này đó, khi cái biểu đồ của nó như vậy đó thì nó sẽ diễn ra trong tâm của ai? Trong tâm của 4 phàm nhân và 4 thánh nhân, chứ không riêng một cái người nào cả. Cái luật này nó áp dụng chung. Thế bây giờ chúng ta sẽ coi coi 4 phàm nhân là ai. Thứ nhất là chúng ta có người khổ. Cái thứ hai, chúng ta có người lạc vô nhân. Cái thứ ba, chúng ta có người nhị nhân. Và cái thứ tư, chúng ta có người tam nhân. Thứ nhất, khi nói tới người khổ thì có nghĩa là người này đó, khi mà sinh ra đó, có cái tâm tục sinh. Tâm tục sinh của người khổ đó là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Khi chúng ta sinh ra được làm người mà chúng ta thấy sao cái đời của mình nó khổ quá thì mình cũng chưa phải người khổ đâu. Là tại vì chúng ta sinh ra làm người đó thì chúng ta có một cái phần vượt trội nhất nơi cái phước làm người của chúng ta, là cái phần thiện chúng ta rất lớn. Nhưng mà vì chúng ta không có hiểu biết, để khi mà những cái quả bất thiện nó xảy tới đó thì chúng ta xử lý làm sao để nó ra đi. Mà cái cách xử lý của chúng ta là chúng ta đó là đối phó với nó bằng một cái phản ứng trái ngược lại, một cái phản ứng đối kháng. Và vì vậy chúng ta duy trì nó, chúng ta nuôi dưỡng nó, chúng ta khổ cả đời. Và chúng ta ngỡ chúng ta người khổ, chưa phải là người khổ, mà chúng ta là cái chúng sinh làm người, mà những cái pháp thiện của chúng ta bị che mờ, nó làm cho những cái pháp bất thiện của chúng ta được nuôi dưỡng mạnh lên. Và nó chờ khi thân ngoại mạng chung đó thì chúng ta sẽ đích thực tái sanh làm 4 hạng người khổ. Khi mà tái sinh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này đó thì nó sẽ sinh ra trong 4 cõi với 4 hạng người khổ, đó là súc sinh các loại, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì súc sinh ở địa ngục là cái hạng người cùng khổ nhất. Nghe đây. Và thường đó, cái quả địa cầu của mình như thế này, thì cái địa ngục nào mà sâu nặng nhất nó sẽ nằm gần ở khu vực này. Địa ngục đây. Và nó sẽ đi từng tầng ra. Đi từng tầng ra. Từng tầng ra. Và nó khi thoát khỏi ra các cái tầng địa ngục rồi, nó tùy theo cái tội lỗi nó tạo ra
Thì khi nó thoát ra khỏi đây đó, có khi nó sẽ làm Atula. Và thông thường đó là trong cái quỷ khổ này nó có hai, tức là ma và quỷ đói. Thì không biết là bao nhiêu kiếp, tùy theo cái tâm thức. Mà khi cái người này đó ra khỏi cái địa ngục rồi đó, thì thông thường họ sẽ tái sanh làm Atula hoặc là họ làm quỷ đói. Và cứ như thế họ trong cái luân hồi bốn cái cõi khổ này, và chưa biết chừng nào ra. Và họ chỉ có thể đi ra khi nào cái trí tuệ về tâm linh của họ phát sinh lên. Phát sinh lên để thấy cái gì? Thấy tại sao mình ở trong cảnh khổ, mình đã làm cái gì sai, mình đã làm cái gì không đúng. Nhận thức rõ những cái sai, những cái không đúng, những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi của mình. Nhận thức được rõ và nguyện là không bao giờ tái phạm nữa, thì nó sẽ thoát ra từng lần. Còn khi nào mình chưa thấy, chưa biết, chưa ý thức ra được, vẫn nghĩ rằng tất cả những gì mình đã hành xử đều là đúng cả, thì sẽ ở đó cho đến bao giờ chúng ta học được cái bài học thì chúng ta thoát ra khỏi cái khổ. Cho nên trong cái luân hồi đó, nó còn luân hồi xuống bốn cảnh khổ. Cho nên đời bây giờ chúng ta sinh ra được làm người, dẫu là cái người lạc phu nhân, tức là người lạc phu nhân là cái người mà phải chịu cái sự khuyết tật từ trong bụng mẹ chứ không phải ra khỏi bụng mẹ. Cái người mà từ trong bụng mẹ sanh ra mà lành lặn á, rồi sau này mới bị khuyết tật, thì không phải là người lạc phu nhân. Mà do cái quả nghiệp mà nó bị khuyết tật sau này thôi. Thì kể cả những cái người mà bị thiếu phước như vậy đó, thì cái phước lớn của người này vẫn là được làm người. Mà nếu chúng ta không có sử dụng được cái phần mà thiện lành, cái căn thiện lành chúng ta, và đặc biệt là trong cái thiện lành mà nó có trí tuệ này đây á, để mà soi sáng cái đời sống nội tâm của mình á, thì chúng ta đây không có thoát khỏi khổ đâu. Cho nên trong cái kiếp này làm người khổ mà không chịu đi ra, khổ mà không hóa giải được cái nỗi khổ của mình, thì con đường chúng ta trôi lăn là đi như thế. Vì nó đi bằng tâm, nó đi bằng cái luật của nó, không có ai ác với chúng ta cả. Bởi vì cái giờ mà cận tử này đây nè, giờ cận tử này nè, mình bắt cái cảnh này. Cho nên cái con đường tái sanh của mình nó sẽ luân hồi trong các cái cõi thuộc về dục giới như thế. Bởi vì mình chưa có, đời này mình làm người mà mình chưa có đắc thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì chúng ta tóm gọn lại, đường luân hồi của chúng ta sẽ là 11 cõi. Cái thứ nhất là cõi người, cái thứ hai là 6 cõi trời. Thì chúng ta xem giới hạnh mình như thế nào, xem 13 la mật của mình như thế nào, xem trong cái đời sống đó mình tạo được cái gì tốt đẹp từ trong cái người thân trong gia đình của mình, cho đến cả cái môi trường sống của mình đã làm được cái gì tốt đẹp. Mà bản thân mình giữ được sự trong sạch như thế nào, đã tạo được những điều lành như thế nào, thì tất cả mình đều có thể ghi ra được. Để mình biết rằng mình có thể tái sanh lên được 6 cảnh trời hay không. Còn nếu không thì chúng ta trừ 6 cảnh trời ra, còn là một cảnh người và 4 cảnh khổ. Thì chúng ta bắt cái cân lên để thấy rằng đó, mình đã có những cái lầm lỗi gì, mình đã tạo những cái nghiệp xấu gì, thì chúng ta sẽ thấy con đường của mình đi không có sai chạy được. Vì nó đi theo luật của nó. Cho nên nếu như bây giờ mình giữ cái đau khổ hoài, mình không có hóa giải nó đi, và mình không có thay đổi nó đi, mình cứ khư khư mình giữ lấy nó, thì cái việc mà cái giờ cuối trong cái cuộc đời của chúng ta đó, cái giờ phút lâm chung đó,
là những cái sầu muộn, những cái đau khổ, những cái bực bội, những cái cố chấp chúng ta nó xuất hiện. Và cái cảnh cận tử chúng ta là cái cảnh rất xấu. Và như vậy cái con đường trôi lăn của chúng ta xuống gọi là cái cõi khổ, bốn cái cõi khổ là cái chuyện rất dễ dàng xảy ra. Và sư cô vẫn thường nói rằng là ngay cả khi chúng ta đã sống một cái đời sống rất là tốt đẹp, đầy phước báu, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió hết, và sống trong gia đình cũng như ngoài xã hội đó là được mọi người thương yêu quý mến, nhưng mà nếu chúng ta không có nhận thức ra được đó thì cái giờ ra đi chúng ta lưu luyến thì nó rơi vào cái cõi mà lưu luyến bất cứ cái gì thì nó đều rơi xuống cái cõi khổ đó hết, làm mà. Còn nếu chúng ta không lưu luyến một cái gì hết á, nhưng chúng ta không chấp nhận chết, chết thật là vô lý, không có thể chấp nhận được, mà luôn luôn có một cái khao khát đó là phải chỉ có ai đó đến cứu mình, có một thầy thuốc giỏi, có người mang một cái thuốc đặc biệt đến để trong cái phút chốc này đó có thể cứu mình sống lại, thì mình chờ cái phép màu đó, mình khao khát cái phép màu đó, thì như vậy dẫn tái sanh vào cõi khổ. Thì quý vị thấy ở đây trong kinh đó là nói này, người khổ, còn chúng ta thì nói súc sanh, chó mèo vân vân, ma quỷ vân vân, chúng ta coi như những cái người đó không dính dáng gì tới mình, dính dáng hết, nó luôn luôn nó có một cái mối quan hệ với nhau, dẫu cho ở những cái cõi khác nhau nhưng mà cái mối quan hệ đó, cái mối quan hệ mà để mà tốt đẹp với nhau, cái mối quan hệ để mà gieo đau khổ với nhau còn nguyên vẹn. Cho nên đừng gieo khổ cho ai. Và người ta đã gieo khổ cho mình rồi đó thì mình tự cứu lấy mình, tự hóa giải trong tâm của mình để mình thoát ra. Còn nếu không, dẫu cho hai người ở hai cái cực đối chọi nhau thì nó vẫn nối bằng cái dây oan trái, và sẽ gặp lại nhau để gieo đau khổ cho nhau. Chưa hết đâu, chừng nào chúng ta tỉnh táo, chúng ta sáng suốt và chúng ta không còn dính dáng gì nữa hết thì chúng ta mới thoát, còn không, không thể nào thoát được. Vì thấy bốn hạng người khổ chưa, và nó tái sinh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cái này nói rất nhiều rồi. Và cái giờ lâm chung, cái người nào yêu thương mình nhất mà khóc than mà bi thảm thì đó là tặng mình một cái món quà để mình rơi xuống cõi khổ. Người ta sợ nhất là cái giờ mình chết, mà những cái người mà người ta thương mình quá đó sẽ gieo khổ cho mình, làm cho cái tâm mình nó gợi lên cái sự lưu luyến và càng thêm lưu luyến, và nó không thể dứt ra được. Cái giờ ra đi nhất định là ra đi, không có thể nào thay đổi được hết. Nhưng mà những cái cảm xúc, những cái lưu luyến đó, nó làm cho chúng ta rơi xuống bốn cái cõi khổ. Cho nên nhiều người trong cái đời sống này đó, người ta có cái tà kiến, nó gọi là đoạn kiến, tức là chết là hết rồi, không còn gì nữa hết. Cho nên thể cái gì mà mình muốn thì mình tước đoạt về mình. Còn nếu có tàn nhẫn với ai đó, chuyện đó không có gì để bàn. Thì khi thân quả mãn chung, những người này sẽ ở trong cái cõi địa ngục, tâm tối với cái đoạn kiến của mình vậy đó. Cho đến khi nào cái soi sáng được thì nó sẽ đi ra từng nấc trong cái địa ngục. Chứ không phải đơn giản là tức ai rồi là có thể là tàn sát cả gia đình của người ta. Và nghênh ngang nói rằng là tôi chấp nhận tất cả, vẫn còn lời. Tại vì một mình giết 5-7 người thì mình vẫn còn lời. Không có lời đâu.
mà nó sẽ đi vào trong cái phần địa ngục thấp nhất. Cho đến bao giờ những cái suy nghĩ đó, những cái lý luận đó, mình biết rằng cực sai rồi, phải sửa đổi thôi, thì nó sẽ tiến ra, nó sẽ đi ra. Cho nên cái mà cứu vớt chúng ta đó chính là thiện trí trong tâm của mình. Và thiện trí đó nó đi bằng con đường trí văn, trí tư và trí tuệ, đã giảng nhiều rồi, ra khỏi rồi. Vì vậy chúng ta thấy cái hoạt động của cái dòng tâm thức này, chúng ta ngỡ là chỉ có mình là cái người ở cái cõi dục mà thôi, cái người là con người đây thôi, nhưng chúng ta không dè là nó có mặt trong cái hoạt động của bốn cái cõi khổ là súc sinh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Như vậy những cái gì nó hoạt động trong cái nhãn thức của chúng ta đây thì súc sinh đây nó cũng hoạt động như thế, ma và quỷ nó cũng hoạt động như thế, Atula vẫn hoạt động như thế. Cho nên một lần nữa đó, trong đạo Phật cho chúng ta thấy rằng không nên giết hại ai cả, không có nên đó là dùng bùa chú để mà trừ khử ma quỷ, cũng không dùng ma quỷ để mà ám hại người ta. Tất cả những cái này nó gieo một cái nhân quả khủng khiếp. Bởi vì những cái hạng người khổ này khác với chúng ta hình dáng thôi, còn hoạt động về tâm thức thì đó là một cái quy luật của nó đi như thế. Cho nên là nó đi trong bốn cái hạng người khổ đây: khi tục sinh bằng tâm quán sát, thọ xả quả, bất thiện vô nhân. Bây giờ tới một cái người phàm phu thứ hai là người lạc vô nhân. Thì người này đó tục sinh bằng cái tâm quán sát, thọ xả quả thiện vô nhân. Nên có người là mang thai mà thấy thai bào nó dị tật thì phá thai. Tội nghiệp nó quá, thương nó quá, không những thương nó mà thương mình. Đẻ nó ra nó khổ, mình khổ, xã hội khổ. Cho nên tốt hơn hết đừng cho nó ra đời. Cái người mà sanh ra làm người lạc vô nhân á, là cái người sau khi đã tạo cái lỗi lầm rồi, tạo cái ác nghiệp rồi, đã biết sám hối và nó làm rất nhiều điều thiện. Cho nên nó sanh ra làm người lạc vô nhân. Là vì khi những cái thiện lành của họ nhiều nhưng mà họ thiếu trí, cho nên là họ sinh ra bằng cái chùm mà tâm quả thiện vô nhân đây, nó đây. Tâm quán sát. Chúng ta giết một người rất là thiện, có cái lỗi lầm, có cái tội lỗi nhưng đã biết sám hối, đã biết sửa đổi rồi, chúng ta nở lòng nào mà chúng ta đối xử với cái người lạc vô nhân như vậy. Cho nên khi người ta không hiểu rõ thì người ta phá thai nhân danh một cái tình thương, không có tình thương đó. Đó là ngụy biện. Hãy nhìn kỹ trong cái suy nghĩ của mình để thấy rằng cái lời nói đó để che đậy. Che đậy nhiều thứ. Cái thứ nhất là không muốn nhìn thấy cái quả bất thiện của mình. Cái thứ hai đó, bản thân mình không muốn cái quả này kéo dài. Cái thứ ba, không muốn bản thân mình phải chịu vất vả, khổ cực để mà chăm sóc, để mà lo lắng, để nâng đỡ con người này. Không muốn làm cái điều đó. Và hai nữa, về mặt sĩ diện thì xấu hổ với mọi người. Cho nên là cái nhân danh chánh yếu của cái người mà quyết định đó là như vậy, không phải là tình thương. Tình thương thì chúng ta đây phải nâng đỡ, nó gọi là cái tâm bi thì cứu khổ cứu nạn. Trước những cái người mà ta bị khổ về thể chất, về tinh thần như vậy thì cái tâm bi nâng đỡ. Cái tâm từ là muốn thấy sự sống.
Dẫu cái cây này đó mà nó bị sâu hết một nửa nhưng nó còn sống bên đây thì vẫn phải chăm sóc nó. Một cái người mà người ta do cái lỗi lầm mà người ta bị tật nguyền từ trong bụng mẹ thì cái phần còn lại vẫn là phần tốt của người ta. Tại sao mình không nâng đỡ cái phần tốt? Tâm từ mình ở đâu mà không nâng đỡ phần tốt? Tâm bi mình ở đâu không cứu khổ cứu nạn mà mình nói tình thương? Thì tình thương đó nghĩa là gì? Tình thương đó nó có nghĩa là sự ích kỷ. Và khi chúng ta ăn thịt súc sanh thì chúng ta nhân danh cái gì? Chúng ta nói đó là thực phẩm của mình. Nếu con cọp nó nói người cũng là thực phẩm của tôi thì chúng ta sẽ hiểu là các cái hạng người trong cái cõi dục này đã gieo khổ cho nhau. Và ăn thịt cho nó vô đó thì ngon có một khúc này thôi. Đây, từ ngoài chưa ăn chưa biết, nhưng mà ăn vô nó ngon có một khúc này thôi. Mà nó xuống tới cái cổ này rồi đó, mà nó đi ra không xài được. Mà nó xuống tới cổ này nó trồi ngược đi ra cũng không xài được rồi. Nó có một chút xíu cái đoạn đây thôi. Mà gieo cái oan trái để đi xuống bốn cõi khổ. Và khi mà thoát được bốn cõi khổ thì trở thành người lạc vô nhân. Đâu có thể nói khác hơn được. Mình đâu có biện minh được cái gì đây. Tại mình coi nó là con vật. Nó là những cái chúng sinh thấp kém. Mình là hạng người cao quý. Người cao quý không có lòng từ bi để xót thương những chúng sinh thấp kém sao? Như vậy thấy chúng sinh thấp kém thì chà đạp nó xuống, giết nó để ăn. Như vậy là chúng sinh này cao quý sao? Người ta cao quý thì người ta làm điều ác sao? Người ta cao quý thì người ta gieo khổ cho người khác sao? Chúng ta hãy nói với mình, nói rất là rõ với mình, để tự mình tìm cái con đường nào mà mình không có rơi vào cái cộng nghiệp đau khổ thì mình làm. Còn nếu không, những cái chặng đường này là những cái chặng đường mà chúng ta rất dễ rơi vào, không phải khó khăn gì hết. Bây giờ chúng ta nói tới cái hạng người thứ ba là hạng người nhị nhân. Người nhị nhân này đó là người chỉ có hai nhân thôi, hai cái nhân tốt thôi, là nhân vô tham và nhân vô sân. Những người này hiền lắm, dễ chịu lắm, tốt lắm, ai muốn sao cũng được. Và người dị nhân này đó tái sanh bằng cái tâm tục sinh đó là quả thiện. Tâm quả thiện ly trí. Đó là người nhị nhân. Họ sinh ra làm người với cái tâm tốt đẹp như thế. Nhưng mà trong đời này họ không thể tu mà đạt được sự chứng đắc được. Họ có thể tu được, tu tốt, nhưng mà chưa có thể chứng đắc trong cái đời này. Người thứ hai, người thứ tư là người tam nhân. Tức là người có đầy đủ ba nhân, là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Tức là nhân trí tuệ. Thì vậy chúng ta nhìn thấy đây, bốn phàm nhân, tức là bốn hạng người phàm phu. Thì trong đó có hạng người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Thì tất cả những người này đó là đều có một cái biểu đồ về cái phần nhãn thức này giống nhau. Bây giờ chúng ta nói bốn thánh nhân. Bốn thánh nhân này có người là sơ quả, nhị quả
tam quả và tứ quả. Cái biểu đồ về tâm này đó thì có trong bốn bậc thánh đầy đủ hết. Nhưng mà nó chỉ khác cái người phàm phu đó là trong cái phần mà động tốc này đây đó là nó không có pháp bất thiện. Còn bốn cái hạng phàm phu thì nó có pháp thiện và pháp bất thiện đi. Hai cái đó nó khác nhau chỗ đó. Còn cái nguyên tắc, cái nguyên tắc về cái hoạt động của cái lộ trình tâm này đó thì cái tuần tự nó đi giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ cái Javana này đây, cái chỗ cái động lực này đây. Thì cái động lực này đó là đối với bốn bậc thánh chỉ có thiện và thiện trí thôi. Không có cái phần, nó gọi là cái phần mà thuộc về những pháp bất thiện không có. Như vậy là có tất cả là 8 hạng người, 26 cõi. Thì bằng á là 10 cõi dục giới. Mười cõi dục giới này đó có nghĩa là 11 cõi dục giới trừ đi cái địa ngục thì còn lại 10. Mười cõi dục giới là bởi vì đó cõi dục giới có 11 nhưng mình bỏ ra cái phần địa ngục thì còn lại 10. Và 16 cõi trời sắc giới. Tất cả là 26. 26 cõi mà thuộc về ngũ uẩn. Như vậy một lần nữa đó thì chúng ta thấy rằng cái cõi ngũ uẩn này nè thì trừ cái địa ngục ra thôi, còn súc sinh, quỷ khổ, Atula, người và trời ở cõi dục giới đó thì cũng đều có. Cho nên là mình thay đổi cái suy nghĩ của mình về súc sanh các loại từ nhỏ tới lớn, thay đổi lại. Vì nó là thuộc vào trong cái cõi của ngũ uẩn. Chúng ta đây cũng ngũ uẩn, mắt tai mũi lưỡi thân chúng ta có hết. Hay là nói xin lỗi, cái đó là nó gọi là năm cái giác quan thì mình có, nó có. Nhưng mà cái ngũ uẩn này á, là nó có cái thân ngũ uẩn của nó với đầy đủ lục căn. Mình làm người mình có thân ngũ uẩn mà sắc uẩn đầy đủ lục căn. Rồi bây giờ đó sắc uẩn nè, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn, thì bốn uẩn còn lại đó mình có, tất cả chúng sinh khác đều có. Như vậy có gì khác đâu, khác là do mình suy nghĩ sai, mình suy nghĩ lệch lạc thôi. Như hồi người Pháp qua đây đó thì mình gọi cái người Pháp là cái tụi bạch quỷ, bởi vì nó xâm lăng, nó cướp đất nước mình. Mình không gọi nó là người mà mình gọi nó là quỷ, quỷ trắng, cho nên gọi là bạch quỷ. Mình gọi nó là bởi vì đó là cái sự phản ứng của cái người bị cướp, bị giết, bị hại. Cho nên mình nhìn với con mắt căm thù và mình gọi như thế. Nhưng mà dẫu cho nó là quỷ đi nữa thì nó cũng là trong cái 11 cõi dục giới. Và nó cũng đầy đủ cái ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Cái này thuộc về danh, cái này thuộc về sắc, danh sắc đầy đủ hết và lục căn cũng đầy đủ luôn. Thì như vậy bình đẳng là 11 cõi mà chúng sinh có thể sống được thì đó là những hạng người trong 11 cõi. Còn chúng ta gọi khác là bởi vì chúng ta suy nghĩ khác, nhưng mà trên cái phương diện mà hoạt động thuộc về danh pháp và sắc pháp đây
thì không có cái gì gọi là khác nhau cả. Nó chỉ có cái sự sai biệt về mặt cái phẩm chất và cái số lượng mà thôi. Chứ còn về những cái nguyên tắc hoạt động của nó, cái sự hội tụ của nó là căn bản có mặt đầy đủ giống nhau hết. Cũng như người nam với người nữ đó, thì nó chỉ khác nhau cái sắc tính nam và sắc tính nữ thôi. Nhưng mà vì cái xã hội nó tiến theo cái quyền lực và quyền lợi, cho nên mới có cái giai đoạn mà người ta đó là trọng nam khinh nữ. Nó có cái giai đoạn mà trọng nữ hơn nam, chẳng hạn vậy. Thì cái đó nó chỉ là một cái quan điểm thuộc về thế tục mà thôi. Chứ về bản thể thì nó không có sự khai thác. Nhưng mà vì cái pháp thế tục mà nó biến thành như là một cái chân lý trong cái đời sống vậy, cho nên cái tà kiến đó đã đem lại sự đau khổ không biết bao nhiêu gia đình, và đem lại cái ác nghiệp không biết bao nhiêu gia đình. Vì hễ có con gái thì đối xử rất là tệ, còn con trai thì mọi giá là nâng cấp lên, sẵn sàng tước đoạt quyền lợi con gái để cung phụng cho con trai, sẵn sàng giết con gái để nuôi con trai. Và đó là cái ác nghiệp do tà kiến mà chúng ta không nhìn ra. Còn tất cả những gì mà trong cái pháp thuộc về bản thể của nó, thuộc về chân lý tuyệt đối của nó, thì chúng ta thấy tất cả những chúng sinh trong 26 cõi mà có đầy đủ ngũ uẩn đây, có đầy đủ lục căn đây, thì chúng ta có quyền sống như nhau. Như vậy chúng ta đã xong cái phần mà lộ nhãn môn cảnh rất lớn, mà chót của nó là động lực, tức là tới đây nó hết. Bây giờ chúng ta đi sang cái phần nhỏ của cái lộ nhãn môn cảnh rất lớn, mà nó có cái tâm mót ở phía sau. Thì để cho cái chúng ta cái thời giờ cho nó được nhanh nhẹn hơn đó, thì chúng ta sẽ thấy nè, ở đây đó là cái lộ nhãn môn này, cái cảnh rất lớn thì nó giống nhau. Nó chỉ có cái khác á, là cái đầu tiên nó tới cái phần mà cái tâm mót, tới phần động tốc đây là nó hết rồi. Thì cái phần thứ hai này đó, nó có tâm mót, tức là nơi đây nó sẽ đi thế này. Nó sẽ xuất hiện hai cái tâm mót đây. Rồi đây á, là nó sẽ là tiếp tục cái hậu kiếp. Đấy, thì chúng ta sẽ vẽ lại cái lộ trình này, nó chỉ thêm hai cái phần sau. Chúng ta ôn lại để nói rằng cái tâm mót đây là cái tâm gì. Thì chúng ta nhớ mót là ăn mót á. Như vậy cái người đó ăn bắp rồi, người ta còn dư một chút ta để đó, thì cái người đó vét cái bắp đó ăn lại, thì nó cũng ăn cùng một cảnh thôi, nó bắt cùng một cảnh thôi. Mình đi mót lúa, thì cái ruộng này là ruộng lúa, người ta cắt lúa, đập lúa, người ta đem lúa về rồi, bây giờ nó còn sót lại những cái bông lúa nhỏ nhỏ, hoặc là nó rơi rớt lại, thì cái người đi mót lúa thì cũng là lấy lúa thôi. Thành ra là cái tâm động tốc này á, mà nó bắt cái cảnh gì, thì hai cái tâm mót này nó cũng bắt cùng cái cảnh đó. Đó, thì nó là cái nhiệm vụ của nó là những cái cảnh mà cái động tốc này đó mà nó đã xử lý rồi, mà nó còn dư sót lại, thì hai cái tâm mót này nó có nhiệm vụ phải xử lý. Thì cái đó nó gọi là hai cái tâm mót. Như vậy lần trước chúng ta cũng có nói rằng là cái tâm mót thì nó gồm có 11 cái tâm mót này. Cái tâm mót này nó có 11. 11 này gồm có 3 cái tâm quán sát và 8 cái tâm quả thiện. Thì tất cả nó bằng 11. 3 tâm quán sát nằm đây. Tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, và tâm quán sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Đây là ba cái tâm quán sát đây. Nó sẽ có thể làm cái vai trò là tâm mót. Và 8 cái tâm quả thiện nằm đây, 8 tâm quả thiện hữu nhân này, nó cũng có cái khả năng đứng vào trong cái vị trí của tâm mót, làm cái chức năng là nó phụ giúp cho cái tâm động tâm.
Đó là 11 cái tâm mà nó đóng cái vai trò của cái tâm móc. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem xét đây. Cái thứ nhất đó là về cái chặn. Thì cái lộ trình này nó có tất cả là 7 chặn chứ không phải là 6. Nó cộng thêm một chặn nữa, tức là 7. Thì chúng ta tính đây. Thứ nhất á, là cái kháng nhãn môn này là tính 1. Rồi á, là cái nhãn thức là 2. Tiếp thu là 3. Quán sát là 4. Phân đoán là 5. Rồi đó là động tốc là 6. Thì bây giờ ở đây cái tâm mót này đó là 7. Như vậy nó là 7 cái chặn đường tất cả. 7 chặn đường. Bây giờ tới cái phần sát na tâm khách. Thì chúng ta sẽ tính như thế này đây. Cái chặng thứ nhất mà nó có cái kháng nhãn môn đây là tính là 1 tâm khách. Cái nhãn thức là 2 tâm khách. Tiếp thu là 3 tâm khách. Quán sát là 4 tâm khách. Phân đoán là 5 tâm khách. 7 cái động tốc này nữa là 12. Cộng với 2 tâm mót thì nó sẽ thành 14. Thì như vậy đây là 14, đây là 7. Loại tâm khách này đó thì nó khác với cái trên là nó có tất cả là 46 chứ không phải 38. 46 này đó là nó bằng 54 tâm dục giới mà trừ đi 4 đôi thức, tức từ đi 8 thì còn lại 46. 4 đôi thức là nhĩ thức, tiệt thức, tỷ thức, thân thức, 4 cái còn lại. Thì như vậy là 54 trừ cho 8 thì chúng ta còn lại 46. Thì cái chỗ này nó không phải là 38 mà cái chỗ này nó là 46. Và nói về người đó thì nó cũng là có 8 cái hạng người là 4 phàm và 4 thánh. Như vậy là khi mà một cái vị hành giả mà sanh ra trong cái cõi dục và tu tập đắc đạo quả trong cái cõi dục thì những cái hoạt động nó thuộc về cái tâm thức á, thì cái nguyên tắc nó giống nhau, nó không có sai khác. Bây giờ về cõi thì cái mà nó là cái biểu đồ của cái tâm mà cái lộ trình mà này mà nó có cái tâm mót á thì nó sẽ diễn ra trong 11 cõi dục. Diễn ra cho chúng sinh ở 11 cõi dục. 6 cõi trời, 1 cõi người, 4 cõi khổ là 11 cõi dục. Ở thì chúng ta thấy tuy là nó có sai khác về con số nhưng mà những cái nguyên tắc chung của nó không có thay đổi. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 3 đây. Là lộ nhãn môn cảnh rất lớn nhưng mà nó có hộ kiếp khách ở phía sau. Cái phần sau đó tới đây đó thì nó có cái hộ kiếp khách. Đây là hộ kiếp khách. Và sau đó là cái tâm hộ kiếp. Thì chúng ta nhớ lại cái nguyên tắc mà tại sao lại có cái hộ kiếp khách. Hộ kiếp khách này nó có mặt là do hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất á, là cái chúng sinh này nó có cái tâm tục sinh thọ hỷ. Nó thọ hỷ, nó tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ. Nhưng mà khi cái dòng tâm thức bị cắt ngang, nó hoạt động thì cái động tốc nó đây nè. Cái động tốc của nó lại là thọ ưu. Đấy. Và như vậy đó, thì cái khi mà nó muốn quá giải cái này thì nó quá giải cũng được. Cho nên nó phải xuất hiện một cái ở chính giữa đây.
Thì chính giữa đây chính là cái hộ kiếp khách để nó hóa giải. Thì cái hộ kiếp khách này á, nó phải ở trong một cái trạng thái xả, thì nó sẽ hóa giải được hai cái này. Thì như vậy cái hộ kiếp khách của chúng ta đó, nó sẽ là các cái tâm xả. Trong đó nó có hai cái quán sát thọ xả và bốn cái quả thiện xả. Hai cái tâm quán sát thọ xả nằm đây, hai cái tâm mà đi tục sinh này đây, và đó bốn cái tâm quả. Bốn tâm quả này là bốn cái tâm quả thiện thọ xả. Chúng ta nhìn ra đây này, chúng ta thấy bốn tâm thiện thọ xả nằm đây, bốn thiện thọ xả. Thì đó là những cái tâm mà nó làm cái chức năng, mà nó gọi là cái chức năng hộ kiếp khách ở đây, để mà nó hóa giải hai cái xung lực này, cái xung lực giữa hỷ và ưu. Thì nó phải có cái này đứng chính giữa để nó làm cho cái hòa dịu xuống, thì cái hộ kiếp này nó mới khởi sanh được. Tức là cái hộ kiếp này là cái tâm chủ, nó mới có thể khởi sanh lên, nó bắt cảnh chủ được. Nó phải có cái đó, chứ còn nói nếu không nó bị mắc kẹt giữa cái hỷ và ưu. Cái này thì chúng ta học rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái lộ này nó đi như thế nào. Thì cái cách nó đi rồi chúng ta thấy rồi. Nhưng mà nó có cái này, là khi mà những cái chặng đường này á, thì chúng ta sẽ tính là đầu tiên nè, kháng nhãn môn là 1, nhãn thức là 2, tiếp thu là 3, quán sát là 4, phân đoán là 5. Và cái động tốc này nè, hay là động lực này á, là 6 chặng. Còn cái hộ kiếp khách này đó, là nó không được tính. Không tính là 1 chặng. Nó không được tính vào. Cho nên á, là nơi đây đó, là chúng ta thấy là trong cái biểu đồ này, thì cái chặng nó còn 6 mà thôi. Cái biểu đồ của cái chót mà nó có hộ kiếp khách đó, nó chỉ có 6 chặng mà thôi. Tính tới đây số 6 là hết, ở đây nó không tính vô. 6 chặng. Cái thứ hai đó mà nói về cái sát na tâm đó, thì nó chỉ có 12 mà thôi. Như chúng ta đếm đây, đây là 5, 5 cộng với là 7 của động tốc là ra 12. Chỉ có 12 mà thôi. Và loại tâm khách thì nó chỉ có 11 mà thôi. Loại tâm khách này có 11. 11 này nó bao gồm á, là hai cái hướng môn. 11 bằng hai hướng môn. Cộng với lại hai tiếp thu cộng với ba quán sát, cộng ba quán sát cộng hai nhãn thức, hai nhãn thức và hai sân. Hai sân này nó nằm trong cái động lực sân, Javana. Đây, chúng ta sẽ xem tại sao nó có hai cái hướng môn. Cái hướng môn thứ nhất á, là nó nằm ở đây. Đây, nó là kháng nhãn môn. Cái hướng môn thứ hai nó nằm trong phân đoán. Hai cái này là như trong cái bản mà vô nhân này đó, chúng ta có kháng ngũ môn và kháng ý môn. Và như lần trước chúng ta học rồi đó, cái tâm phân đoán này chính là cái kháng ý môn. Khi nó nằm trong lộ ngũ, nó có tên là tâm phân đoán. Còn cái phần mà cái kháng ngũ môn này đó, hay là gọi là cái kháng mà gọi là kháng nhãn môn này đó, thì cái này nè, cũng chính là mở đầu cho cái lộ ngũ. Và nơi đây cái tâm phân đoán này
chính là mở đầu cho cái lỗi ý. Và nó xuất hiện ở đây là nó có hai cái, cho nên chúng ta nói là hai hướng môn, hay là hai kháng môn đều giống nhau. Tức là nó có kháng ngũ môn và nó có kháng ý môn, hay còn gọi là ngũ môn hướng tâm, ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm. Dùng chữ hướng cũng được mà chữ kháng cũng được. Đây nó đi một cặp đây, tiếp thu đây, một cặp, một cái thiện và cái bất thiện. Và ba cái quán sát, như chúng ta thấy một chùm ba cái quán sát đây. Và hai cái nhận thức, một cái thiện và cái bất thiện, nhận thức này. Và hai cái sân thuộc về động lực, thì chúng ta biết tâm sân nó có hai đây. Tâm sân này đó là một cái thì hữu trợ, một cái là vô trợ. Có hai cái sân, là một cái là vô trợ, một cái là hữu trợ. Đi như thế. Cho nên là đứng về cái loại tâm thì nó có tất cả 11 loại tâm. Bây giờ tới cái phần mà hạng người đó, thì có 4 hạng người mà thôi, chứ không có phải là 8 hạng. 4 hạng người. Nó có 2 hạng người phàm và 2 hạng người thánh. Thành ra 4. Hai phàm này đây đó, là chúng ta có cái người nhị nhân và tam nhân là 2. Là người nhị nhân và người tam nhân là 2. Và 4 cái hạng người này có đặc điểm đó, là khi sinh ra trong cõi dục đó, thì phải là cái tâm tục sinh thọ hỷ. Hai phàm và hai thánh này đó, là khi mà sinh ra trong cõi dục thì phải tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Đây, tục sinh bằng tâm thọ hỷ đây. Và nói về cõi đó, thì nó có 7 cõi. Bảy cõi này gồm có 1 cõi người và 6 cái cõi trời dục giới. Như vậy thì cái lộ tâm này đó, đặc biệt thì nó ở trong cái cõi dục, nhưng mà nó đi từ người lên các cái cõi trời thôi, chứ những cái cõi thấp hơn nó không có. Bởi vì người ta không có được tái sanh bằng cái tâm thọ hỷ. Như vậy tới cái phần này đó, thì sư cô nói 3 cái điểm chính đây, để về sau đó cái khi mình học đó, thì mình sẽ nhớ những cái này để mình biết tại sao nó có cái biến thiên. Chúng ta chịu khó học cái đằng này, bởi vì mình học cái phần nhãn môn này kỹ đó, thì cái phần tỷ môn rồi thiệt môn rồi thân môn rồi kia nọ là mình không có học nữa. Về sau mình cứ tới đó mình thay đổi cái môn đó thôi. Thì cái công thức này nó sẽ đi như thế. Nó đi 5 cái môn của chúng ta. Nhưng chúng ta học một môn để biết rằng 4 môn kia nó cũng đi theo cái cách thức này. Thí dụ ở đây mình nói lộ nhãn môn cảnh lớn, thì mình có thể đổi là cái lộ nhĩ môn cảnh rất lớn, lộ tỷ môn cảnh rất lớn, rồi lộ thiệt môn cảnh rất lớn, lộ thân môn cảnh rất lớn, vân vân. Thì nó đi theo cái nguyên tắc đó. Bây giờ như vậy thì chúng ta nói là tâm lộ đó, mỗi một môn tức là mỗi một cái đường hoạt động của nó đó, mỗi cái căn môn của nó mà nó có nhiều cái lộ trình hay ít lộ trình đó, là nó căn cứ vào 3 cái. Nhưng mà 2 cái đầu là 2 cái chính. Cái thứ nhất á, là ngay cái chỗ mà hộ kiếp này đó, khi mà cái cảnh khách này, cảnh mới này nó chiếu vào trong cái hộ kiếp này. Mà khi mà nó chiếu mạnh á, thì nó cái hộ kiếp này đó, nó cắt liền cái thì nó chỉ có 1 cái hộ kiếp vừa qua thôi. Nhưng mà khi cái cảnh khách này đó, cái cảnh lực của nó yếu á, thì nó sẽ tăng lên là 2 cái hộ kiếp vừa qua. Nó tăng lên là thêm 1 cái hộ kiếp vừa qua nữa. Nó có thể tăng lên tới 3 cái hộ kiếp vừa qua, vân vân. Nó tăng lên tới 16. Thì như vậy đó,
là khi mà nó tăng lên như vậy đó thì cái phần ở phía sau này nó có thay đổi, nó thay đổi rất là nhiều. Thì như vậy chứng tỏ rằng cái những cái yếu tố mà trợ sanh cho cái lỗ này á, nó bị suy yếu. Khi nó suy yếu thì cái này nó dùng dần dục dặc, cho nên là nó xuất hiện cái hậu kiếp vừa qua này nó tăng lên tới 16 lần. Và vì vậy mà khi cái lỗ này mà nó ở vào trong cái cảnh mà nó gọi là cái cảnh rất nhỏ của nó đó, thì nó không thể nào mà nó có thể phát sinh một cái lỗ cả. Cho nên đừng có bao giờ chuyện bé xé ra to. Chuyện bé xé ra to chỉ làm khổ mình mà thôi. Cái chuyện xấu mà tài trời đó mình làm cho nó nhỏ lại. Còn cái chuyện nó xấu hơn chút xíu mình làm tày quầy lên đó, thì mình chỉ khổ mà thôi. Tại vì nó hoạt động trong cái tâm mình cực kỳ mạnh. Và nó để lại những cái hậu quả đó là nó thêm vào trong cái dòng tâm bất thiện của mình, nó chỉ thêm cái nặng nề mà thôi. Và nó sẽ sản sinh ra trong cái bảy cái quả bất thiện này á, nó sẽ tăng lên thôi. Và nó, cái số lượng nó nhiều, cái cường lực nó mạnh, thì cái khi mà cái tâm phân đoán này làm việc á, thì lập tức nó sẽ đi vào cái bất thiện. Cái luồng lực nào mạnh thì nó sẽ câu thông, nó sẽ hít lấy. Nó gọi là phi như lý tác ý. Bởi vì chúng ta có khuynh hướng gây sự, chúng ta có khuynh hướng làm cho rắc rối, chúng ta có khuynh hướng làm cho mọi việc mà đáng lẽ ra có thể giải quyết nhẹ nhàng, chúng ta làm cho nó bùng nổ lên. Thì cái khuynh hướng đó là cái khuynh hướng phi như lý tác ý mà chúng ta đi tạo tác để làm khổ mình và làm khổ người khác. Đó, chúng ta hiểu cái chỗ này để chúng ta biết rằng bất cứ cái gì chúng ta suy nghĩ trong đầu là nó trổ quả ngay lập tức. Nó trổ gì, nó phục kích ở đó. Nó chờ khi cái cảnh nó xuất hiện thì nó câu thông. Và nó câu thông như vậy thì cái luồng lực thiện mạnh thì nó sẽ là như lý tác ý. Mà cái năng lực xấu, cái năng lượng xấu, năng lượng không lành mà nó mạnh đó, thì nó sẽ câu thông. Câu thông rất là rõ ràng. Như bây giờ người ta rủ ren mình đi chơi hay đi làm cái gì đó, thì nếu mà mình có ưng ý thì mình mới là đi cùng người ta, làm cùng người ta. Còn mình không có ưng ý thì đâu có đi cùng người ta, làm cùng người ta. Nên quý vị thấy những cái vụ án rất lạ thế này, là cái người này đó là đau khổ vì chồng mình có người khác, nhưng mà cái lúc đánh ghen á, thì lại là cái người bạn của mình nó đánh ghen và nó tạo cái ác nghiệp, chứ không phải chính cái người vợ đó tạo ác nghiệp. Cô này chỉ có một cái là khóc quá đi, rên rỉ quá thì cái người bạn đó chịu không nổi. Chịu không nổi mà ra thì không dám đánh, cho nên là cái cô này đánh giùm. Vì thấy nó câu thông với nhau. Cái đau khổ của người này nó làm khởi dậy cái pháp bất thiện trong cái tâm người này. Và người này tức giận, tức thế cho bạn, giận thế cho bạn, đánh thế cho bạn. Vì lúc đó cái sân trong tâm mình thật sự, và mình đánh người ta bằng cái tâm sân, cho nên người ta bị thương tích, có thể người ta đi đến cái chết. Thì tự nhiên đó, bây giờ mình làm cho tan nát cái gia đình của mình đi vô tù mà nọ. Còn cái người này đó chỉ đứng đó mà ngó mà khóc thôi. Thì quý vị thấy nó câu thông nha. Cho nên mình có sẵn rồi thì nó mới tăng lên. Thật ra tất cả những gì mình suy nghĩ đều trổ sanh hết, và nó nhập vào trong cái kênh nước đen của mình. Những cái điều thiện lành mình suy nghĩ nó sẽ nhập vào kênh nước trắng của mình. Như vậy trong sạch là do mình, mà nó bị quế nhiễm là do mình, không có đổ thừa cho ai được hết. Người ta rủ mình là ta chỉ khơi dậy thôi. Còn mình chấp nhận để nó khơi dậy và hợp tác hay không là cái phần đó của mình. Cho nên mình có sẵn thì người ta mới mồi vô. Còn mình đóng chặt nó lại thì người ta mồi cũng được. Cho nên chúng ta hiểu như vậy để làm chi? Để mà ngay cả cái chuyện mà tại sao trong cái giới khẩu hiệp có nói là nói những cái lời vô ích.
Tại vì mà lúc mà nói ngồi lê đôi mắt nói nhiều quá đó, thì trong cái pháp bất thiện nó câu thông với nhau. Bởi vậy người ta nói những cái chuyện không vui thì mình đây cũng theo đó để mà phê phán, để mà phán xét, để đưa ra một cái kết luận. Rồi nó lệch lạc đi thì nó lệch lạc cả anh chồng, rồi truyền nhau đi nó lệch lạc. Thì cái pháp bất thiện đó chính mình phải chịu. Nhưng ta không hiểu ra. Người ta nghĩ là mình có cái quyền để mà tham gia vào những cái câu chuyện đó, có cái quyền để mà phê phán, có cái quyền để mà chỉ trích, có cái quyền mà nói lên cảm xúc của mình. Chính xác là mình có quyền. Nhưng mà cái quyền đó mình sử dụng để làm lợi cho mình hay tự làm tai hại cho mình thì cái điều đó trí tuệ của mình sẽ nói. Còn cái người vô minh thì chỉ biết là tôi có quyền nói, tôi có quyền phán xét, tôi có quyền chỉ trích, tôi có quyền vân vân, có quyền hết. Nhưng mình thực hiện cái quyền đó để mang lại cái sự tốt đẹp cho mình và người xung quanh, hay mình thực hiện cái đó trước hại bản thân của mình và sau hại cho cái đời sống xung quanh? Không có cái gì mà đem một cái mùi hôi mà phả vào trong cái đại chúng hết. Nhưng những câu chuyện hôi hám đó lại đại chúng lại tiếp thu. Nên quý vị để ý đó, cái khuynh hướng mà quế nhiễm trong tâm mình rất mạnh. Mình nghe người ta nói cái câu gì đó hay quá, về nhà nói trời ơi câu đó nói hay quá, sao nhớ lại không được. Nhưng người ta chửi mình một cái nha, nó nhớ không thể nào phai được. Như vậy cái khuynh hướng nào mạnh, khuynh hướng quế nhiễm trong tâm mình mạnh, cho nên nó câu thông rất mạnh, nó nhớ rất là kỹ. Còn cái câu đó mình biết hay, lúc nghe nó thấy hay quá đi, cũng ráng mà thuộc mà nó không nhớ được. Như vậy hai cái khuynh hướng nó đi. Như vậy thì cái tất cả những cái lộ trình tâm này là nó sẽ xuất hiện nhiều hay ít. Cái điểm đầu tiên là nó nằm trong cái hộ kiếp vừa qua này, nó tăng lên cho tới từ 1, 2, 3. Từ 1 thì bình thường rồi, 2, 3 cũng còn bình thường, từ 4 lên tới 16 nó sẽ phát sinh, nó sẽ thay đổi. Nếu như mà cái trường hợp nó phát sinh tới 4 cái hộ kiếp vừa qua thì cái động tóc này nó chỉ còn số 6 mà thôi, nó mất con số 7, chỉ còn có cái chỗ đó mà thôi. Do nằm lại cái phần chót của cái lộ trình tâm đó, là chót của nó là động tóc, hay chót của nó là tâm mót, hay chót của nó là hộ kiếp khách, thì như chúng ta thấy cái lộ nhãn môn cảnh rất lớn thì nó đã có 3 lộ rồi. Một cái lộ bất thiện nó sẽ diễn ra một cái nội dung khác, lộ thiện nó diễn ra cái nội dung khác, nhưng mà cái kết cấu của nó, những cái tiến trình vận động của nó thì giống nhau, nhưng mà nó đa dạng, nó khác ở chỗ đó. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái quy luật này nó áp dụng hết cho tất cả những chúng sinh mà có ngũ uẩn, cho những cái chúng sinh mà có đầy đủ lục căn. Thì như vậy nếu mà chúng ta tạo cái phước báo nhiều thì chúng ta sẽ là những chúng sinh ở trên cõi trời. Nó có tất cả là 16 cái cõi trời mà nó thuộc về ngũ uẩn, và 6 cái cõi trời dục giới nữa là 22. Rồi còn lại đó là con người là 23. Rồi ngoài ra đó là tất cả những cái cảnh khổ. Thì đó là chúng ta chọn lựa. Cho nên chúng ta học cái này lặp đi lặp lại để chúng ta thấy cái quy luật của mình. Để chúng ta thấy càng lúc càng rõ đó là cái này hoàn toàn vô ngã. Và như vậy chúng ta tái sinh ở trong cái cảnh giới nào thì nó có cái luật của cái cảnh giới đó. Và chúng ta không ra khỏi, giống như bây giờ mình ở đất nước mình thì mình có cái luật pháp quốc gia của mình, nước khác có luật pháp quốc gia của cái nước đó, và chúng ta đây không thể vi phạm được. Mà cái luật pháp nó còn thay đổi, chứ còn cái luật về tâm linh này đó là nó thay đổi, nó cũng có cái luật thay đổi của nó, nó có cái nguyên tắc của nó, chứ không phải là nó muốn thay đổi. Như nãy giờ chúng ta thấy năm cái phần này nó giống nhau, cái phần mà chặn nè, các cái chặn của cái lộ trình tâm. Cái thứ hai là các cái sát na tâm khách, cái thứ ba là loại tâm khách, cái thứ tư là các cái hạng người, và cái thứ năm cõi thì nó thay đổi, nhưng những phần chánh của nó không thay đổi. Thấy không? Nó thay đổi con số thôi, cái khung sườn của nó không thay đổi. Như vậy một lần nữa chúng ta thấy đây là luật của tâm linh.
tâm chúng ta hoạt động có luật. Mà như vậy nó đâu có cái quyền đi ngược lại cái này. Đâu có thể động tốc đi ra đằng trước. Hoặc là những cái phần mà số 5, số 4, số 3, số 2 nó lại đi trước rồi nó đổi lại. Hoặc nó làm lộn xộn trong này, nó không có. Nó là cái luật. Như vậy hoạt động nó mang tính chất vô ngã. Không có ai điều khiển nó hết. Kể cả nó là cái tâm của mình. Nói theo ngôn ngữ tục đế là mình nói tôi vui, mình nói tôi buồn, mình nói tôi lo lắng. Nhưng mà thật sự cái trạng thái lo lắng nó sẽ vận động tự thân của nó. Những cái trạng thái an vui nó sẽ vận động tự thân của nó và nó đi qua tính chất quy luật. Cho nên là trong cái tứ chánh cần thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy tạo điều kiện cho những pháp thiện chưa sanh được khởi sanh. Mà nó khởi sanh rồi thì tạo điều kiện cho nó phát triển cao lên. Những cái pháp bất thiện chưa khởi sanh thì không tạo điều kiện cho nó khởi sanh. Mà nó khởi sanh rồi đó thì phải tạo điều kiện cho nó lui sụp và nó biến mất. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên cái tâm chúng ta mà nó có những cái khuynh hướng mà nó lệch lạc, những cái khuynh hướng quá đáng của nó, thì chúng ta luôn luôn nói với nó rằng chuyện này thiện hay không thiện, hưởng cái này đi về đâu, vui một chút mà khổ đi liền theo đó, hãy suy nghĩ lại. Chứ còn cái tâm chúng ta nó muốn nhiều lắm, và đặc biệt là nó muốn hưởng, nó muốn hưởng, nó muốn thọ lạc, thọ hỷ. Nhưng mà chúng ta rèn luyện cái tâm mình thì chúng ta luôn luôn hỏi lạc hỷ này thiện hay bất thiện. Nếu bất thiện thọ hưởng cái hỷ lạc này thì sẽ đi về đâu? Đi về các cái cõi khổ. Vậy chấp nhận hưởng cái hỷ lạc bất thiện này để đi vào trong khổ cảnh, hay là từ chối nó để chúng ta thoát ra khỏi cái khổ cảnh, đó là mình tự nói với mình để mình chọn lựa. Và ngay trong cái đời này, tất cả những gì xảy ra cho chúng ta, chúng ta đều tiếp nhận bằng quả. Các bạn ở đây đã thấy. Tất cả đều tiếp nhận bằng quả. Vậy xử lý cái quả này như thế này, thì hãy nhớ, cái thái độ ứng xử của chúng ta nằm trong suy nghĩ của mình. Suy nghĩ tích cực hay suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ thiện lành trong sáng hay là cái suy nghĩ tối tăm tà dại. Thì mình phải nói với nó và mình phải dạy dỗ nó và hướng dẫn cho nó chọn lựa. Và muốn dạy dỗ nó, muốn hướng dẫn cho nó chọn lựa thì cái thiện trí của mình phải phát sanh rất là cao. Phải rèn luyện cái trí văn, phải rèn luyện cái trí tư và rèn luyện cái trí tu. À, xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây được đầy đủ phước trí cho đến ngày viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.